Guys, it's me, Miss Thảo Linh đây. Ngày hôm nay cô quay trở lại với ta phần thứ 5 của Unit 6 Dead Holiday trong sách tiếng Anh lớp 6 tập 1 rồi, và chúng mình sẽ cùng xem là nội dung chúng mình học ngày hôm nay là gì mọi người nhé. Ok, phần này ngày hôm nay chúng mình mang tên là Skills Number 1, kỹ năng số 1 này. Rồi, trong nhiệm vụ này mình sẽ có 4 bài tập. Bài tập đầu tiên, read the passages and decide who says sentence 1 to 5. Ok, nghĩa là chúng mình sẽ cùng nhau đọc cái đoạn văn này như thế nào, đọc một đoạn, sau đó quyết định xem là ai là người nói cái câu số 1 đến câu số 5 mọi người nhé. Đến câu bài tập số 2 là gì đây? Test your memory. Đó, test cái trí nhớ của ta. Tick the things which appear in the passage. Ok, tick những đồ vật đã xuất hiện ở trong cái đoạn văn này rồi nhá, và cross những đồ vật mà không có. Ok, và number 3, working groups, hoạt động theo nhóm này. Và có một vài hoạt động từ đoạn văn số 1 này. Và bây giờ chúng mình sẽ nói bạn bè của mình, nói với nhóm của mình nhá. Và nhóm bài tập số 4 này vẫn là working groups, bài về theo nhóm này. Sau đó chúng mình sẽ read the list, ok, đọc cái danh sách và bàn luận xem là chúng ta nên hoặc nên làm gì vào tiết. Được, bắt đầu mọi người nhá. Bài tập số 1 nào, chúng mình sẽ đọc và xem quyết định xem ai người nói câu này nhá. Rồi, ok, read the passage, passages and recite who says the sentence 1 to 5. Ok, rồi. Đây rồi. Đầu tiên mình sẽ có những đọc thử thôi nhá. Rồi, I often go to Times Square with my parents to welcome the new year. Then the clock strikes midnight. Colorful fireworks fly up the sky. Everybody cheers and sings. Ok, very nice. Tiếp theo nào, B thì nói gì? On New Year's Day, we dress beautifully and go to the to our grandparents' houses. We wish them Happy New Year and they give us lucky money. Then we go out and have a day full of fun. Yes. Rồi, C thì sao nhỉ? I learned some customs about it from my parents. Okay. People give rice to wish for enough food and buy salt to wish for good luck. Dogs are lucky animals, but cats are not. The cat a cat cries sound like poor in Vietnamese. Ok, rồi vậy thì những câu này mang nghĩa là gì? Chúng mình sẽ thử xem những từ vựng cô cung cấp cho mọi người đã nhá. Rồi chúng mình dịch nhau cùng nhau sau. Ok, rồi, yes, trên bảng cô nhá. Đầu tiên mình có từ strike. Ok, strike nghĩa là đánh một điểm nhá. Như kiểu là đồng hồ điểm đến 12 giờ chẳng hạn, đó là điểm nhá. Ok, strike. Strike. Điểm. Rồi tiếp theo, colorful, đầy màu sắc. Colorful. Colorful. Ok, tiếp theo, chiếu sáng nào. Light up. Light up. Đó, chiều sáng. Ok, tiếp theo, custom, phong tục tập quán. Nhớ, everyone, custom. Rồi, tiếp theo, salt, muối. Salt, muối. Rồi, enough, đủ. Enough, đủ. Rồi, ok, nghèo là poor. Poor. Ok, rồi. Very good, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc vài lần nữa, có gì cho mọi người nhá. Ok. Rồi, đầu tiên nào mình sẽ có rush, đầu tiên nào, the USA, rush đến từ đất nước Mỹ. Và bạn nói gì nhỉ? Tôi thường đến quảng trường thời đại với cha mẹ của tôi để có thể chào mừng năm mới khi mà đồng hồ điểm và nổi đêm. Đó, có rất nhiều pháo hoa màu sắc chiếu sáng bầu trời và tất cả mọi người đều vui vẻ. Đó, cheers, ok, và hát nữa. Ok, rồi, đó là bạn rush. Còn bạn who thì sao? Đến từ China, là đất nước nào cũng biết đâu. À, Trung Quốc đúng không nào? Mình sẽ có như sau. Vào ngày on New Year's Day, vào ngày năm mới này, chúng tôi ăn mặc đẹp nhá, để đến gia đình, để đến nhà của ông bà, và chúng tôi chúc họ một năm mới vui vẻ này, và họ chưa đưa chúng tôi những cái phong bao lì xì. Sau đó chúng tôi đến chúng tôi đi chơi và có một cái cả một ngày dài vui vẻ với nhau. Rồi, còn Việt Nam thì sao nhỉ? Tôi đã học một vài trang phục truyền thống của Việt Nam từ cha mẹ của tôi này. Rồi, và mọi người give rice, nghĩa là đưa tặng gạo, mọi người tặng gạo để ước một cái năm mới có đầy đủ thức ăn này, và mua muối để có thể ước có những điều may mắn đến. Dog thì là con vật, con chó ấy, những con chó là con vật may mắn. Tuy nhiên mèo thì không, bởi vì cái tiếng con mèo kêu, mèo khóc ấy, thì nó giống như chữ nghèo Việt Nam. Đó, ok, nghèo chẳng hạn, đấy chữ nghèo, đấy nào không phù hợp với cả con mới. Ok, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem bài tập và xem sao nhá. Năm ba nhân vật này, rush, woo và mai đây. Ok, rồi dogs are lucky animals. Dog là con vật may mắn này, mình sẽ có mai nhá. Còn bên này mình sẽ có là we welcome new year at Times Square. À, chúng tôi gì nhỉ? Chào mừng năm mới ở đâu? À, ở quảng trường thời đại. Vậy đây chính là của ai? À, bạn watch one nữa đúng không? Ok, tiếp theo này. Children get lucky money. À, trẻ con được tiền lì xì. Ừ, nhớ nhá. Cô không nói rằng là ở đất nước nào có, cô nói rằng là ở trong đoạn này thì bạn đã nhắc đến rồi. Đó chính là bạn
who. Very good, là bạn who nhắc đến nhé. Ok, tiếp theo này. We give rice to wish for enough food. Chúng tôi tặng nhau gạo để có thể ước một năm mới có đầy đủ thức ăn. Chúng ta lấy quả bạn nào nhỉ? Bạn Mai, đúng không? Ok. Children dress beautifully. Trẻ con ăn mặc rất là đẹp. Thì bạn nào nhắc đến nhỉ? À, bạn ngu chưa gì nữa đúng không? Rồi, check thử xem sao nhá. Ok, bài tiếp theo nào. Rồi, bây giờ mình sẽ test từ đầu đến cuối luôn nhá. Cái này là nhớ không có xem lại đâu. Ok, đầu tiên là Lucky Money. Đã xuất hiện trong bài không nhỉ? Cô nhớ là có ở trong bài bạn ngu. Ok, tiếp theo nào. B sao? A day full of fun. Một ngày dài vui vẻ, là có một ngày vui vẻ luôn. Nó sẽ là? Có. Ok. A cat cries. Ok, tiếng khóc mèo. Đó. Decorating the house. Trang trí nhà cửa. Cô không nhớ một chút nào cả. Chứ cô nghĩ là không có đâu. Nhớ. Fireworks. Pháo hoa. Xuất hiện bạn nào nhớ không? Bạn Rush. Đúng không nào? Mình sẽ có đây là có. Saying wishes. Đó. Nói lời chúc mừng năm mới đấy. Các bạn nhớ có không? Nghe rồi không có. Chưa có mọi người ơi. Tại vì sao? Bạn ngu đến nhà ông bà. Và gì nhỉ? Wish happy new year. Mọi người nhớ không? À ok. Đây sẽ là cheering and singing, hát vui vẻ và nhảy vui vẻ và hát hò này, mình sẽ có là có rush. Nó cùng visiting relative, ok, thăm họ hàng, có hay không có nhỉ? Để xem luôn, nhớ là không có đâu. Để thử rồi nhá. Ok, may quá, đúng hoàn toàn luôn. Rồi, vậy chúng ta thì nhớ cũng rất là tốt. Mọi người thấy sao? Đúng hết không? Bài tập số 3 nhớ. Rồi, bài tập số 3 yêu cầu gì đây? Working groups này. These are some activities from reading passage number 1. Tell your group if you do them during Tết nhá. Rồi, đây này. Go to the Times Square to welcome the new year. I don't go to Times Square to welcome the new year này. Ok, với các bạn này sao? Mình sẽ có từ thế này nhá. Watch fireworks on New Year Eve. Và đêm giao thừa này. Có hay không có mọi người ơi? Yes, ok, rồi. Thế còn tiếp theo nào? They sing when the new year comes. Ok, hát khi mà new year đến, gọi là thời khắc giao thừa đến. Ok, năm mới đến chẳng hạn. Get lucky money, có tiền mừng tuổi này. Rồi, go out and have fun, đi ra ngoài và vui chơi này. Rồi, dress beautifully, ăn mặc đẹp đẽ này. Buy salt for good luck, mua muối để có thể cầu năm may mắn. Có hay không có? Đó, mọi người viết cho cô phía dưới nhá. Cô sẽ đợi mọi người 5 giây để viết nhá. Đó. Nếu bạn nào cho kịp viết có thể pause video lại viết cô cũng không sao. Và đây là những gợi ý của cô khi mà làm bài này nhé. Trên bảng cô là những điều vật cô hay làm và những là hoạt động đấy thì đối với cô thì nó sẽ xảy ra như thế nào. Đầu tiên, I always watch fireworks on New Year Eve. Tôi luôn luôn xem pháo hoa vào đêm giao thừa này. Rồi, tiếp theo, I don't sing when the New Year's come. Ok, tôi không hát khi năm mới tới. Rồi, I always get lucky money at Tết. Tôi luôn luôn được tiền mừng tuổi vào mùa Tết. I usually go out and have fun with my friends. Tôi luôn ra ngoài này, tôi cũng hay ra ngoài để gọi là có niềm vui với bạn bè của tôi này. Rồi, I always dress beautifully at Tết. Tôi luôn ăn mặc đẹp vào ngày Tết. Tiếp theo, I don't buy salt for happiness. Tôi không mua tôi không mua muối các bạn ạ. Các bạn thấy sao? Đúng không nào? Các bạn hãy viết dưới cho cô nhé. Ok, rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập số 4. Yêu cầu gì nào? Bài số 4 nhé. Chúng mình có như sau, đó chính là chúng mình sẽ đọc một cái list đây. Thế nào? Và thử đoán bạn xem điều nào chúng mình nên làm, không nên làm gì Tết nhé. Ok, break things nghĩa là gì mọi người nhớ không? À, là mỗi đồ đạc. Make a wish, ước đúng không nào? Rồi, dress beautifully, ăn mặc đẹp đẽ này. Rồi, say have fun to friends, nói have fun với các bạn bè của mình, nghĩa là vui vẻ nhá. Ok, rồi, help decorate our houses, nghĩa là giúp trang trí nhà cửa này. Rồi, tiếp theo, play games all night, chơi game cả đêm luôn. Should I shouldn't? Shouldn't, right? Ok, invite friends home. Ok, đó, nghĩa là mời bạn bè đến nhà nhá. Ask for lucky money, nhá, đòi hỏi tiền mừng tuổi. Có hay không có? Nên hay không nên đây? Không nên đâu bạn nhá. Rồi, play loud music, chơi nhạc thật to. Đó. Nên hay không nên? Ok, cùng quyết định xem nào. Should or we shouldn't. Ok, và cô có một bài lợi ý mọi người ở phần này không? Ok, cô sẽ ví dụ hai cái mọi người nhá. Nó phần còn lại mình sẽ làm nốt cho cô ở phần comment nha. Rồi, đầu tiên, we should dress beautifully at Tết. I agree. Should we ask for lucky money? No, we shouldn't. Yeah, câu này nghĩa là chúng ta nên ăn mặc đẹp đẽ ở ngày Tết nhá. Tôi đồng ý với bạn. Thế chúng ta có nên đòi hỏi tiền mừng tuổi không nhỉ? No, we shouldn't. Chúng ta không nên đâu nhá. Tiếp theo, we should help decorate our houses. Chúng ta nên giúp đỡ trang trí nhà cửa. I agree. Tôi đồng ý. Should we play games all night? Chúng ta nên chơi game cả đêm không nhỉ? No, we shouldn't. Không nên đâu nhá. Đó, vậy những cái lời yêu cô như vậy mọi người tham khảo và làm bài tập cho mình. Ok, và video ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn mọi người buổi video sau. Ok, bye everyone and see you guys next time.